Xin chào mọi người. 8 giờ tối đúng, mình sẽ có cái phát trực tuyến cho tất cả những người anh em đầu tư vô tiền điện tử cũng giống như mua và bán tiền điện tử. Tối nay là một đêm quan trọng, 8 giờ tối. Nó nằm ở trên cái nền tảng Tiền Academy, ở trên YouLove và ở trên cái nền tảng này. Riêng nền tảng này bạn chỉ nghe được âm thanh và cái mặt của mình. Còn để thấy được tài liệu thì bạn phải nhảy lên cái nền tảng YouLove cũng mang tên là Tiền Academy. Đăng ký cái kênh trước khi được vào trong cái phát trực tuyến, hoàn toàn miễn phí. Tối nay mình sẽ cho bạn dữ liệu của Bitcoin, data của Bitcoin, đồng tiền đang được chạy vô đâu, vân vân và vân vân. Và tiếp theo, ok, nó sẽ chạy đi đâu? Tiếp theo nó sẽ chạy đâu? Bitcoin vừa rồi bay lên tới 36.000, gần tới 36.000, ok, nó đang đi ngang như vậy thì đó là cái tín hiệu gì? Tiếp tục đi lên tiếp hay là chuẩn bị tới đây nó sập? Vân vân và vân vân. Tiền vừa rồi, những cái tuần vừa rồi rót vô chỗ nào, rót vô đồng nào, ai rót vô nó, vân 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 vân. Thì tối nay mình sẽ cho bạn những cái dữ liệu đó dựa theo data nha, chứ không phải trên trời rơi xuống thì nó là vậy. Tối nay 8 giờ tối, ngay bây giờ mình đang live về đúng không? Mình tắm rửa một cái là mình sẽ có mặt ở văn phòng và mình sẽ chuẩn bị cho bạn những cái dữ liệu, những cái data có thể giúp bạn chốt đơn những cái ngày và những cái tuần và những cái tháng tới đây. Vậy thôi, mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư tiền điện tử Bitcoin hay nhất tại Việt Nam, trong nước và ngoài nước. Ở đây mình cung cấp chất xám cho bạn về Bitcoin, mình cung cấp những thông tin rò rỉ trước khi một người KOL nào trong nước và ngoài nước nói về nó. Bởi vì sao? Ở đây một ngày mình làm tới mười mấy tiếng lận, ok, ở đây là cái công việc chính của mình, ok. Mình đã làm cái công việc này hơn 4.5 năm trời, ok. Chỉ bắt đầu cung cấp tín hiệu cho anh em hơn 10 tháng. Cái nền tảng này, cái nền tảng YouLove đã được tạo ra hơn 3 năm trời. Mình đã làm cả ngàn cái video. Mình đã giúp cả trăm anh em trong nước Việt Nam và ngoài nước Việt Nam chốt đơn. Thì đó là vậy. Bạn muốn chốt đơn, tham gia cái phát trực tuyến. Vậy thôi, xin chào mọi người.